Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bún Lúa. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người coi video trên kênh của mình thì hãy nhấn nút subscribe bên dưới để theo dõi những video tiếp theo. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một số cái câu hỏi liên quan tới du học Hàn Quốc. Thì mình cũng xin chia sẻ với mọi người là có thể mọi người đã biết, có thể mọi người chưa biết là mình là một cựu du học sinh ở Hàn Quốc. Cho nên mình hy vọng video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người những cái thông tin bổ ích liên quan tới du học, đặc biệt là du học ở Hàn Quốc. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ngắn gọn để trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có phải du học, đặc biệt là du học Hàn Quốc thì chỉ dành cho con nhà giàu hay là không? Câu hỏi thứ hai là du học có phải chỉ dành cho những người học giỏi hay là không? Và cái câu hỏi thứ ba là làm thế nào để tìm được thông tin du học, đặc biệt là du học Hàn Quốc? Đối với ba câu hỏi này thì mình sẽ trả lời dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Thì có thể là ở mỗi câu hỏi mỗi người có một cái câu trả lời khác nhau, nhưng mà dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình sẽ đi vào trả lời câu hỏi luôn. Đó là câu hỏi thứ nhất là du học có phải chỉ dành cho con nhà giàu hay là không, thì câu trả lời của mình là không. Tại vì là khi nói về con nhà giàu, con nhà nghèo thì cái mà mình quan tâm chính là tiền. Thì khi mà đi du học Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn mà đi du học theo diện học bổng á, các bạn mà đi du học kiểu tự túc thì mình không nói rồi, nhưng mà các bạn mà đi du học theo diện học bổng á, như mình là mình đi học theo diện học bổng của giáo sư, thì vấn đề tiền giải quyết như thế nào, sẽ có hai món tiền lớn mà mình cần, đó là tiền học phí và tiền sinh hoạt phí. Thì đối với trường hợp của mình á, thì tiền học phí cái kỳ đầu tiên á, khi mà mình xin học bổng giáo sư á, thì cái kỳ đầu tiên theo cái gọi là policy, là chính sách của trường á, thì kỳ đầu tiên mình sẽ được miễn học phí 100%. Bắt đầu theo kỳ thứ hai á, thì cái tiền học phí đó nó sẽ được miễn hoặc là giảm dựa trên điểm của kỳ thứ nhất, kỳ thứ ba thì dựa trên điểm của kỳ thứ hai, và kỳ thứ tư thì dựa trên điểm của kỳ thứ ba. Đó là như vậy. Cái điểm cụ thể thì nó còn tùy theo từng kỳ của cái trường đó. Ví dụ như trường mình học là trường Sung Kim Won, thì về cái khối kỹ thuật á, thì ví dụ cái năm mà mình vào học cái kỳ đó, thì những thí sinh viên mà kỳ đó, thì nếu kỳ 1, nếu cái kỳ đó mà bạn học được 3.8 trên 4.5 thì sẽ được miễn giảm 100% học phí. Từ 3.5 tới dưới 3.8 thì sẽ được giảm 30%, từ 3 đến 3.5 thì được giảm 50%, cứ như vậy mà tính. Có nghĩa là con số mình nêu ra nó chỉ có tính tham khảo thôi, nó không phải là chính xác hoàn toàn, nhưng mà đó chính là cách để tính học phí. Còn về tiền sinh học phí thì sao? Ở Hàn Quốc á, thì khi mà mình tới học, mình đang nói đây là học cao học chứ không phải là học đại học, thì là mình sẽ luôn luôn sẽ có một mình sẽ đăng ký vào một cái lab, và cái giáo sư đó thì được gọi là cái người advisor của mình. Thì luôn luôn á, thì cái có rất là nhiều cách để giáo sư trả lương cho mình, nhưng mà nói chung á, thì tiền sinh hoạt phí á, thì sẽ được trả bởi giáo sư bằng cách là mình làm việc cho giáo sư và giáo sư trả sinh hoạt phí cho mình. Câu hỏi tiếp theo đó là chỉ có những người học siêu giỏi thì mới có thể xin được học bổng, có đúng hay là không? Thì câu trả lời của mình là không. Ví dụ như trường hợp của mình á, là khi đi du học thì mình sẽ có hai điều kiện cơ bản nhất. Thứ nhất là về học lực của mình, thứ hai là về trình độ ngoại ngữ. Thì như cá nhân mình thì mình cũng không ngại chia sẻ là mình không phải là một sinh viên giỏi khi mà mình học đại học. Thì cái điểm tốt nghiệp đại học của mình á, là chỉ có 7.40 bao nhiêu đó thôi trên 10, có nghĩa là chỉ đạt ở mức khá chứ không phải là giỏi hoặc là siêu giỏi. Và cái điểm tiếng Anh của mình lúc đó chỉ là điểm TOEIC 735. Thì nếu như các bạn là những người đang học và ôn luyện tiếng Anh thì sẽ hiểu được là cái điểm 735 TOEIC nó không là gì cả, nó chỉ là một cái mức trên mức trung bình một xíu, và cũng chỉ là mức khá bình thường thôi, không phải là mức giỏi hay là siêu giỏi. Cho nên các bạn mà có ý định xin học bổng Hàn Quốc thì cũng đừng có quá áp lực hoặc là kiểu quá thiếu tự tin, bởi vì là hoàn toàn với cái mức điểm mà bằng như mình, các bạn có thể xin được học bổng du học ở Hàn Quốc. Câu hỏi thứ ba đó là cách tìm thông tin du học như thế nào. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái trường hợp của riêng mình, có nghĩa là
Thiệt ra cái tìm thông tin học bổng Hàn Quốc nó rất là dễ dàng khi mà mình có thông tin. Thì hiện nay á, ở Hàn Quốc mình có một cái mạng lưới các anh chị đàn anh đi trước ở Hàn Quốc rất là đông, và người ta đã xây dựng rất là nhiều cái trang web, cũng như đặc biệt là trên Facebook có rất là nhiều cái trang mà chia sẻ thông tin học bổng của giáo sư Hàn Quốc. Bây giờ là mình sẽ thử làm một cái thao tác mà tìm kiếm trên Facebook. Khi mà mình search ví dụ như thông tin học bổng Hàn Quốc thì sẽ có rất là nhiều trang nó hiện ra, thì mình sẽ chọn một trang bất kỳ để vào đọc, thì mọi người sẽ thấy là người ta nói này, mục đích của trang là để cung cấp thông tin học bổng của giáo sư và trường. Thì mình có thể muốn mình có thể join vào trong group. Sau đó nếu mà tìm được một cái học bổng nào mà ưng ý của một trường nào đó thì mình sẽ lên Google và mình search thử là cái trường đó nó nằm trong bảng xếp hạng như thế nào ở Hàn. Thì thực ra cái này nó cũng không phải là quan trọng lắm, nhưng mà mình cũng đang tìm hiểu để mình biết là cái trường đó nó là nằm ở đâu trong cái nền giáo dục của Hàn Quốc. Thì trong cái danh sách nó cũng có một số cái link để dẫn tới cái giới thiệu của trường, và mình có thể vào đọc để xem thông tin chi tiết hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể search bằng tiếng Anh để có thêm thông tin. Mình cũng kể sơ qua về cái quá trình mà mình xin học bổng là như thế nào. Thứ nhất á, là mình sẽ search thông tin trên Internet, ví dụ như là trên Google hoặc là trên Facebook, thì hoặc là mình vào các cái trang web của trường đại học đó, mình tìm thử là cái ngành của mình thì có ai đang tuyển hay là không. Sau đó là khi mà mình ví dụ như mình tìm được một cái post nào đó mà về thông tin học bổng giáo sư á, thì mình bắt đầu mình liên hệ với giáo sư. Mình liên hệ trong cái thư liên hệ đó thì mình nói là mình muốn xin vào lab học, ví dụ như là học thạc sĩ hoặc là học tiến sĩ. Sau đó thì kèm theo cái email đó sẽ là ví dụ như là cái CV của mình nè. Trong cái CV thì mình trong CV thì mọi người biết rồi, mình sẽ nói về cái trình độ học vấn của mình là đã tới đâu, mình có những cái kinh nghiệm gì, mình đã làm được những cái gì, và mình kèm theo đó là một cái giống như là cover letter, là mình sẽ biết là mình mong muốn là học về cái gì, để cho cái người giáo sư người ta đọc vào cái cover letter của mình, người ta hiểu là cái người này là ai và muốn học gì và vì sao mà cái người này muốn học. Thì tiếp sau đó khi mà mình đã pass qua vòng hồ sơ rồi thì người giáo sư đó họ sẽ liên hệ lại với mình, và có thể là sẽ có một buổi phỏng vấn. Như mình ngày xưa là mình sẽ phỏng vấn qua Skype, và sau đó ok, khi tất cả mọi thứ xong xuôi rồi, là có nghĩa là mình đã pass qua vòng giáo sư rồi, giáo sư đã chấp nhận để nhận mình vào lab á, thì mình sẽ nộp hồ sơ lên trường. Thì ở Hàn Quốc á, cái quy trình của nó hơi khác một chút, có nghĩa là cái người quyết định chính là người giáo sư. Thì người giáo sư đó nhận sinh viên thì bên trường là 99% là sẽ ok. Cũng có những trường hợp mà sẽ pass qua vòng giáo sư nhưng mà bên trường sẽ không pass vòng của trường. Ví dụ như là cái số lượng suất học bổng cho cái giáo sư đó kỳ đó là chỉ có 2 người thôi, nhưng mà giáo sư có thể bị thế nào đó mà giáo sư nhận tới 3 người sinh viên, thì như vậy là sẽ có một người sẽ bị reject từ trường, sẽ bị từ chối từ trường. Thì đó là một cái trường hợp mà nó cũng khá là ít xảy ra. Thông thường thì các giáo sư sẽ nắm được là kỳ này mình sẽ nhận được bao nhiêu người sinh viên vào lab đó. Thì hy vọng là cái video của mình ngày hôm nay đã chia sẻ được những cái thông tin vô ích cho tất cả mọi người. Và thiệt ra cái việc tìm thông tin học bổng nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc là mình có được thông tin hay là không. Nếu mà mọi người có người quen nào đi trước đã từng du học ở Hàn thì mình chỉ cần gửi tin nhắn mình hỏi han để mà mình biết thêm về thông tin thôi, thì sẽ rất là dễ dàng để tìm ra được cái học bổng giáo sư ở Hàn Quốc. Còn nếu mọi người mà không có ai là người quen đã từng đi du học ở Hàn thì các bạn có thể inbox cho mình. Mình sẽ chia sẻ tất cả những gì có thể trong cái giới hạn mà mình biết và mình đã kinh nghiệm qua cho tất cả mọi người. Hy vọng là cái video của mình ngày hôm nay đã chia sẻ được với mọi người một số cái thông tin rất là cơ bản và bổ ích về du học Hàn Quốc. Và trong những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ kỹ hơn và cụ thể hơn về du học Hàn Quốc. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.